Champions League sẽ quay trở lại vào giữa tuần này và người mộ lại có thể được sống trong giai điệu bản thánh ca huyền thoại của bóng đá thế giới. Khi đó, Arsenal sẽ thi đấu vào rạng sáng ngày thứ tư với đối thủ Lens, đại diện đến từ Ligue 1. Đây là một tuần thi đấu vô cùng khắc nghiệt của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta khi họ sẽ có chuyến làm khách đến nước Pháp xa xôi ở trong trận đấu thứ hai vòng bảng Champions League và sau đó sẽ lập tức trở về London để chuẩn bị cho màn tiếp đón nhà đương kim vô địch Man City vào chủ nhật. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với bài nhận định trước trận đấu giữa Lens và Arsenal. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 4 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Đừng quên ấn like cho video, đăng ký kênh cũng như rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào của chúng mình. Ngoài ra, các bạn cũng có thể mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình cũng như phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đấu trường quốc nội, Arsenal đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng khi có cùng số điểm với Tottenham Hotspur nhưng thua về số bàn thắng, đồng thời bám sát đội bóng đầu bảng Man City chỉ với một điểm kém hơn. Tại Champions League, pháo thủ cũng đã đánh dấu ngày trở lại đấu trường số 1 châu Âu, cấp câu lạc bộ bằng chiến thắng hoành tráng trước PSV. Đội trước đó vẫn chưa hề biết đến mùi thất bại tại Hà Lan kể từ đầu mùa. Tất nhiên, việc đánh giá cơ hội tiến sâu tại Champions League chỉ bằng một trận đấu là quá vội vàng. Tuy nhiên, người hâm mộ pháo thủ có quyền hy vọng vào đội bóng của mình khi chứng kiến trận đấu vừa qua. Một lối chơi tấn công đẹp mắt, cuốn hút tại Champions League mà rất lâu rồi mới xuất hiện tại Emirates. Tạm gác lại niềm phấn khích ở màn ra quân, đoàn quân áo đỏ trắng sẽ phải tạm xa nhà ở lượt trận thi đấu thứ hai khi phải bay tới nước Pháp để làm khách trước Lens. Về tình hình lực lượng, pháo thủ đã chào đón sự trở lại của Leandro Trossard và Fabio Vieira trên băng ghế dự bị trong trận đấu vào hôm chủ nhật với Bournemouth. Tuy Gabriel Martinelli đã không có tên trong danh sách đăng ký, nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận cầu thủ người Brazil đang hồi phục rất tốt, nhưng ông không muốn mạo hiểm với anh. Nhiều khả năng Gabi sẽ kịp trở lại ở màn tiếp đón Man City vào cuối tuần. Vấn đề được người hâm mộ Arsenal quan tâm nhất vào lúc này là trường hợp của Bukayo Saka. Cầu thủ người Anh đã bị đau gót chân ở trong trận đấu với Tottenham, nhưng anh vẫn được xếp đá chính trước Bournemouth. Saka đã thi đấu 76 phút trước khi tập tễnh rời sân để nhường chỗ cho Fabio Vieira. Ở buổi báo sau trận, Mikel Arteta thừa nhận ông chưa trao đổi với Saka nên chưa rõ tình hình cụ thể của anh. Chỉ biết rằng cậu học trò đã bị đau sau một tình huống va chạm rất mạnh. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ Gabriel Jesus đi lại không bình thường trong phòng thay đồ khi mà trận đấu với Bournemouth kết thúc. Tuy nhiên, cả Saka lẫn Jesus sẽ được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra thông báo chính thức. Thomas Partey dự kiến sẽ trở lại sau đợt FIFA Days tháng 10, nhưng một số nguồn tin tiết lộ anh đang chạy đua với thời gian để kịp góp mặt trước Man City vào chủ nhật. Julen Timber vẫn đang hồi phục tốt sau chấn thương dây chằng chéo trước, nhưng sẽ chỉ trở lại vào năm sau. Khi video này được phát hành thì buổi họp báo trước trận đấu với Lens vẫn chưa diễn ra, bởi vậy những thông tin về lực lượng trên đây có thể sẽ thay đổi khi má Teta lên sóng trước các nhà báo. Ngoài những trường hợp kể trên, Arsenal không ghi nhận thêm ca chấn thương đáng chú ý nào và gần như là pháo thủ sẽ có lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách đến Pháp. Pháo thủ đang bất bại 9 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, sở hữu thành tích đáng nể trên sân khách khi toàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Đồng thời, họ cũng là đội bóng nước Anh duy nhất chưa thua ở tất cả các giải đấu mà mình tham dự. Chuyển sang đội chủ nhà Lens, họ đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng của Ligue 1. Chỉ thắng 2 trong 5 trận đấu gần nhất tại giải vô địch quốc gia Pháp và đã thủng lưới tới 10 bàn sau 7 trận. Tại trận đấu đầu tiên của Champions League, Lens chỉ có được một trận hòa khi làm khách trước Sevilla, nhưng đó có thể coi là thành công đối với họ. Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ vàng sẽ chơi trận đấu sân nhà đầu tiên tại đấu trường C1 sau 21 năm ở màn tiếp đón Arsenal tới đây. Về mặt lực lượng, huấn luyện viên Frank Heiser xác nhận sẽ không có sự phục vụ của Jimmy Caboa, Masadio Haidara và David Pereira de Costa. Tuy nhiên, ông thầy 52 tuổi có thể sẽ đặt niềm tin vào những cái tên như là Angelo Fugini, Florian Sotoca, Eliwahi hay là Diver Machado trong cuộc tiếp đón Arsenal. Việc mất đi tiền đạo chủ lực là Luis Openda, người đã ghi 21 bàn thắng ở một trước vào tay của RB Leipzig ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khiến cho ông Frank Heiser đang loay hoay tìm lời giải bài toán trên hàng công. Về thành tích đối đầu, hai đội đã gặp nhau 4 lần trên mọi đấu trường, trong đó có 2 lần gặp nhau ở vòng bảng của Champions League và 2 lần gặp nhau ở UEFA Cup. Arsenal chiếm ưu thế với 2 trận thắng và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Lần cuối hai đội bóng gặp nhau ở một giải đấu chính thức là vào bán kết của UEFA Cup mùa giải 1999-2000 với phần thắng 3-1 dành cho pháo thủ. Có tính rộng ra, lần gần nhất hai đội bóng gặp nhau là vào ngày 23 tháng 7 năm 2016 trong một trận thi đấu giao hữu. Oxlade-Chamberlain là người ấn định tỷ số hòa 2 đều trên sân nhà của Lens.
Tiếng nói lịch sử đang ủng hộ những vị khách khi mà Lens đã không thể thắng được Arsenal trong hai lần gặp nhau trên sân nhà của mình, thua 1 và hòa 1. Thống kê chỉ ra 3 cuộc đối đầu giữa hai đội có trung bình dưới 2,5 bàn thắng được ghi. Cả Arsenal và Lens đều đang có những ca chấn thương ở một vài vị trí quan trọng, vì vậy sự xoay tua là điều có thể được tính tới trước khi mà trận đấu bắt đầu. Sau đây là dự đoán của chúng tôi về đội hình dự kiến của hai đội ở trong trận đấu vào rạng sáng ngày thứ tư tới. Với đội chủ nhà Lens, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục ra sân với sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc dưới thời của huấn luyện viên Frank Heiser. Với người đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành Bissamba, ba trung vệ sẽ là Kevin Danso ở trung tâm hàng phòng ngự, Facundo Medina lệch trái và Jonathan Gradit lệch phải. Hai tiền vệ trung tâm có thể là Andy Diop cùng với Nápoles Mendy. Diver Machado sẽ đá hậu vệ phải dâng cao và bên phiên lang cánh đối diện có thể là sự góp mặt của Ruben Aguilar hoặc là Frankowski. Vai trò kiến thiết sẽ được giao cho bộ đôi Angelo Fugini cùng với Florian Sotoka, người chơi cao nhất trên hàng công không ai khác ngoài sao Mai 20 tuổi, Eliwahi, người từng liên kết rất nhiều với Arsenal trong quá khứ. Chuyển sang đội khách Arsenal, việc xoay tua là điều chắc chắn khi mà Man City đang chờ họ sau đây 5 ngày. Tuy nhiên, một chiến thắng vẫn là yêu cầu tiên quyết đối với thầy trò của huấn luyện viên Mikel Arteta. 4-3-3 luôn là sở thích của ông thầy 41 tuổi kể từ mùa giải trước. Ở đó, Aaron Ramsdale sẽ thay thế David Raya trong khung gỗ tại Champions League, điều đang dần trở nên quen thuộc kể từ khi tân binh chuyển đến từ Brentford và mùa hè vừa qua thể hiện rất tốt trong những buổi tập. Đối với hàng hậu vệ, nhiều khả năng Gabriel cùng với Saliba vẫn sẽ được tin dùng vì Arteta ưu tiên sự chắc chắn. Nếu không muốn mạo hiểm, Saliba có thể được nghỉ ngơi và thay vào đó là Jacob Kiwior, người đã thể hiện khá tốt trong trận đấu vừa qua trước Brentford tại Carabao Cup. Ở hành lang cánh trái, Takehiro Tomiyasu có thể được tính tới để Zinchenko có được thể lực sung mãn nhất trước Man City. Tương tự là trường hợp của Ben White bên phía lang cánh đối diện. Mặc dù vậy, anh thợ làm vườn có lẽ sẽ vẫn xuất hiện ngay từ đầu trước Lens. Nếu kết quả có lợi cho Arsenal thì Arteta sẽ rút anh ra và thay bang Cedric Suarez. Ở hàng tiền vệ, Kai Havertz sau bàn thắng khai nòng ở trong trận đấu trước có thể sẽ vẫn được tin tưởng. Bên cạnh đó là Fabio Vieira nếu như anh đủ thể lực để thay thế cho đội trưởng Martin Odegaard. Jorginho sẽ chơi thấp nhất ở tuyến giữa để Declan Rice nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu với Man City. Hàng công sẽ là nơi đau đầu nhất dành cho Mikel Arteta khi mà ông sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Martinelli gần như chắc chắn sẽ ngồi ngoài, vì vậy cơ hội sẽ đến với Leandro Trossard hoặc là Emil Smith-Rowe. Ngoài ra có thể kể tới Rice Nelson. Nhưng lý tưởng nhất sẽ là để Smith-Rowe đá tiền đạo lệch trái và Nelson lệch phải. Mục đích không gì khác ngoài việc giữ chân cho những trụ cột như Bukayo Saka, Martinelli hay là Trossard. Chơi cao nhất trên hàng công, khả năng vẫn sẽ là Eddie Nketiah. Gabriel Jesus được bố trí đá lệch trái trong hai trận đấu vừa qua, nhưng nhiều khả năng anh sẽ được nghỉ ngơi trước Lens. Tiền đạo người Brazil được ghi nhận gặp vấn đề ở chân khi di chuyển trong phòng thay đồ sau trận đấu với Bournemouth. Vì vậy Mikel Arteta sẽ không muốn đánh liều với anh, nhất là khi mà Jesus chỉ mới trở lại sau quãng thời gian dài chữa trị vấn đề ở đầu gối. Arsenal vẫn đang bất bại kể từ đầu mùa, hơn nữa họ cũng đã toàn thắng mỗi lần phải thi đấu xa nhà. Có cảm giác như pháo thủ đang biến sân nhà của đối thủ trở thành sân khấu cho riêng mình. Bởi vậy, ở trong chuyến làm khách trước Lens tới đây, người hâm mộ của The Gunners có quyền tin tưởng vào một kết quả có lợi trước trận đấu đại chiến với Man City tại sân Emirates. Nếu không thể giành được 3 điểm vào rạng sáng thứ tư tới, một trận hòa và bảo toàn lực lượng trên đất Pháp cũng không phải là một kết quả quá tồi dành cho đoàn quân của Mikel Arteta. Premier League chắc chắn vẫn sẽ là ưu tiên số 1 của pháo thủ mùa này. Do đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ cần phải liệu cơm gắp mắm để sắp xếp những con người đang có cho nhiều đấu trường khác nhau. 2 giờ ngày 4 tháng 10, sân vận động Estadio Bolaos de Lelis, anh em chuẩn bị vài gói mì tôm cùng với samba quả trứng để đồng hành cùng với pháo thủ tại Champions League. À, cũng đừng quên máy trợ tim và ống thở trong những tình huống cấp bách nhất, bởi chúng ta đã quá quen với điều đó rồi mà.